Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với căn bếp của Mại Tiên. Phô mai tươi luôn là món của tất cả mọi người đều thích, nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm phô mai tươi đơn giản tại nhà. Làm thế nào thì cùng mời các bạn theo dõi nhé. Thứ nhất là về nguyên liệu, gồm có 1 lít sữa tươi. Có thể các bạn dùng sữa tươi không đường hoặc là sữa tươi có đường đều được. 45ml nước chanh và 1/4 muỗng muối. Về cách làm thì đầu tiên ta cho lên nồi sữa lên bếp, đun ở lửa vừa và khuấy liên tục cho đến để cho sữa không bị cháy ở dưới đáy nồi nhé các bạn. Các bạn nhớ cho vào mình 1/4 muỗng muối nhé. Sữa của mình đã bắt đầu có hơi màu vàng, ngã vàng như thế này là được nha các bạn. Và phần nước cũng đã trong dần. Bây giờ mình sẽ vớt váng sữa ra và lọc nha. Đây là phần phô mai mà mình thu được. Để tạo khuôn cho phô mai thì mình dùng bất cứ hộp nhựa nào cũng được các bạn nha. Sau đó mình sẽ đục những cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này để cho khi mà mình bỏ cái phần phô mai tươi vào để mình ép khuôn á thì những cái phần nước dư ở trong phô mai vẫn chảy ra ngoài được nha. Để đảm bảo là phô mai nó không có bị nước nhiều. Đây là phần phô mai mình đã thu được từ 1 lít sữa. Và bây giờ cái phần phô mai mà mình để ráo cũng đã bắt đầu ráo dần nước rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào trong cái khuôn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ phô mai vào khuôn nha các bạn. Mình ấp cái phần khăn xô này lại nha. Để mình bỏ vào khuôn cho nó vừa với cái khuôn của mình. Sau đó mình sẽ bỏ vào đây. Để mình ém nó lại á. Đó các bạn thấy không? Đây là phần nước thừa mà mình đã lọc được này. Nó hơi màu ngã vàng thấy không? Mình đổ cái phần nước này đi nha. Sau đó mình sẽ để một cái chén để cho nước nó chảy xuống, nó không bị đọng lại trên khăn xô. Sau đó mình bỏ một cái rổ lên cái phần cái chén và mình bỏ cái khuôn mà mình đã để phô mai như thế này nha các bạn. Mình để lên, sau đó đây là cái phần bình nước, mình đổ nước đầy để cho nó nặng á, nó có độ nặng để mà mình ép cái phần phô mai cho nó tạo thành khuôn nha. Đó, mình để ra đây và mình ép xuống. Mình ép thật chặt để cho nước dư nó chảy ra phía dưới nha. Mình ép cho đến khi nào mà mình cảm giác là nước nó ra hết rồi. Đó, mình cứ để miết đi luôn. Cỡ 15 phút sau là có thể mình lấy ra để mà dùng được rồi đó các bạn. Mình sẽ dùng thêm một cái chày như thế này để mình đè cho nó nặng. Đây, miếng phô mai mà mình đã nén chặt lại rồi đấy các bạn. Sau 2 tiếng đồng hồ nó sẽ ra như thế này nha các bạn. Phô mai rất là mềm mịn nha các bạn. Đây là thành quả của mình nha các bạn. Chỉ với 2 nguyên liệu đơn giản thôi nhưng mà các bạn đã có thể làm được phô mai tươi tại nhà rồi.